Vào ngày 23 tháng 11 năm 2023, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai đã có đơn tố cáo bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên, cùng ngụ tại thành phố Vũng Tàu, lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo của bà Loan, vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng, đại diện Bena, đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc cam kết sẽ chuyển nhượng 125 hectare đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cho bà Loan, với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125 hectare đất là 60 ngày, tính từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc là 20 tỷ đồng hoặc chịu mất tiền cọc. Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền là 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng, bà Liên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ hồng với diện tích khoảng 10 hectare để làm tin. Đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của bà Liên tổng số tiền, bao gồm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất là 125 hectare để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1 tháng 7 năm 2021, sau khi quá hạn 26 ngày, bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Ngoài ra, bà Phượng còn bị một số người khác trong nhóm của bà Loan tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay hàng chục tỷ đồng thông qua việc thế chấp sổ đỏ trong dự án tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư. Sau khi bị tố giác, bà Phượng cũng có đơn phản tố gửi cơ quan chức năng cho rằng mình bị bà Loan vu khống, xúc phạm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua làm việc, bà Phượng thừa nhận có hợp đồng chuyển nhượng 125 hectare tại thành phố Bà Rịa với bà Loan và có nhận số tiền là 130,05 tỷ đồng. Bà Phượng cũng cho rằng nhóm của mình có sở hữu một phần và có khả năng gom đủ số đất là 125 hectare để chuyển nhượng cho bên mua như đã ký kết. Tuy nhiên, theo lời bà Phượng, phía bà Loan không công chứng chuyển nhượng từng đợt như các điều khoản của hợp đồng, không có thiện chí mua đất nên dẫn đến hợp đồng không thành công. Về số tiền bà Loan đã chuyển nhưng chưa trả lại, bà Phượng cho rằng bà Loan còn nợ tiền mình ở một dự án khác nên chưa trả lại khoản tiền này. Đối với vụ việc thế chấp 20 cuốn sổ đỏ trong dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng, bà Phượng cho rằng mình chỉ mượn dùm cho bà Loan nhằm mục đích để tham khảo cho việc tách thửa chứ không có chuyện thế chấp để vay số tiền là 75,7 tỷ đồng. Sau một thời gian cho mượn tài sản, bà Phượng tiếp tục bị bà Loan yêu cầu dùng 10 trên 20 cuốn sổ đỏ và ký vào giấy tờ vay 105 tỷ đồng của một người tên là N. Tuy toàn bộ số tiền vay đều do bà Loan nhận, nhưng bà Phượng lại là người bỏ ra số tiền 93 tỷ đồng trả nợ cho ông N. Riêng đối với khoản 75,7 tỷ đồng, bà Phượng thừa nhận có vay nợ nhưng chưa trả do bà Loan còn nợ mình rất nhiều tiền. Ngoài ra, về việc ký xác nhận nợ, bà Loan số tiền lên đến hơn 897 tỷ đồng thì bà Phượng cho rằng do sợ hãi, lo lắng, mất tài sản nên phải ký vào giấy nợ. Hiện các vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý để điều tra làm rõ. Bà Ngô Thị Minh Phượng nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang. Khoảng 10 năm về trước, bà Phượng và Địa ốc An Khang từng vướng vào vòng lao lý với tội trạng. Từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2013, dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa đóng góp đủ số vốn theo quy định, không có năng lực tài chính, bà Phượng cùng đồng phạm đã ký 321 hợp đồng huy động góp vốn, thực chất là mua đất nền, với 287 khách hàng, thu hơn 400 tỷ đồng. Bà Phượng không giao đất như cam kết nên bị 267 người tố cáo. Đầu năm 2014, bà Phượng bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 410 tỷ rồi đi mua nhà Singapore. Theo kết quả điều tra giai đoạn này, năm 2008, Địa ốc An Khang đã lập dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, gọi là dự án Metropolitan, với tổng diện tích đất sử dụng là 430.000 m², tổng số đầu tư là gần 9.800 tỷ đồng. Một thời gian sau, Địa ốc An Khang đã dựa vào việc
được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan để thực hiện việc huy động góp vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền. Trong khi thực tế, công ty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cũng như chưa được cấp phép huy động vốn bán nền. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2013, Địa ốc An Khang đã ký huy động góp vốn, thực chất là bán nền, với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỷ đồng. Vào tháng 8 năm 2022, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa kết thúc xét xử vụ án này với kết luận. Do có sự chuyển biến về pháp luật hình sự, nên Hội đồng xét xử thống nhất quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Ngô Thị Minh Phượng. Cụ thể, theo Hội đồng xét xử, bản chất của vụ việc là các khách hàng công ty An Khang ký hợp đồng góp vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án Metropolitan. Công ty An Khang cũng có đất góp vào dự án nên không có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung bản hợp đồng góp vốn để xây nhà, hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án Metropolitan, nhưng các bị cáo sau khi nhận tiền góp vốn của khách hàng lại sử dụng trả tiền thanh toán cho nhau, sử dụng vào mục đích khác. Hành vi của các bị cáo là vụ lợi, sử dụng trái phép tài sản góp vốn của khách hàng. Số tiền thu được trên 400 tỷ đồng để làm dự án nhưng số tiền đầu tư chỉ trên 20 tỷ đồng. Phạm vào tội sử dụng trái phép tài sản theo khoản 1 điều 142 Bộ luật hình sự năm 1999. Hành vi của các bị cáo xảy ra trong giai đoạn 2010-2013 nên áp dụng khoản 1 điều 142 Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử các bị cáo nhưng xem xét vận dụng nghị quyết của Quốc hội và các điều luật mới có lợi cho bị cáo trong quá trình xét xử. Bà Nguyễn Thị Như Loan được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai, mẹ doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Quốc Cường, tức là Cường Đô La. Trên thương trường bà Loan gai góc, còn trong gia đình bà lại là một phụ nữ rất khác. Lọt top 100 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhận cúp bông hồng vàng, top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010 và 2011. Bà Nguyễn Thị Như Loan được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai, một doanh nghiệp hoạt động có tiếng trong lĩnh vực sản xuất gỗ và kinh doanh bất động sản. Bà chính là mẹ của đại gia Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La. Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, quê gốc tại Phú Yên. Từng có thời gian, bà và Bầu Đức là một trong hai chủ buôn gỗ lớn nhất ở tỉnh Gia Lai. Trên thực tế, bà bắt tay vào lĩnh vực chế biến sản xuất gỗ từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, dần ra sau này lấn sân sang bất động sản. Không chọn học lên đại học, với số tiền ít ỏi vay được, bà đã mở ngay một xưởng sản xuất chế biến gỗ tại Gia Lai. Năm 1994, bà thành lập công ty xí nghiệp tư doanh Quốc Cường tại Gia Lai. Năm 2005, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh khi bà quyết định hợp tác với xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh. Tháng 3 năm 2007, với số vốn điều lệ là 259 tỷ đồng, công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Bà từng chia sẻ trước truyền thông, có những lúc khó khăn gần như bế tắc, tôi phải một mình xoay sở, không thể nhớ ai, vì những việc này đòi hỏi sự am hiểu, nhiều kinh nghiệm, đồng thời phải có chuyên môn mới giải quyết được. Tuy bên cạnh có nhiều bạn bè, người thân và gia đình rất muốn hỗ trợ, nhưng những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản chẳng ai có thể gánh vác giúp tôi được. Nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao mình là phụ nữ lại chọn một ngành vất vả đến vậy. Bà và con trai Nguyễn Quốc Cường thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông mỗi khi xuất hiện. Cường Đô La vốn là một tay chơi khét tiếng trong giới siêu xe. Hơn nữa, vây quanh anh luôn là các chân dài nổi tiếng. Giàu có là vậy, nhưng gia đình của Quốc Cường Gia Lai khá kín tiếng. Thậm chí chồng và con gái của bà Như Loan còn chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Tần suất xuất hiện của bà Loan cùng con trai cũng không nhiều. Vài lần xong số là lễ ăn hỏi của con trai và tiệc thôi nôi của cháu nội Su Chin. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, tòa tuyên Quốc Cường Gia Lai phải trả hơn 2.880 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan. Đây là số tiền của vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island, thành viên trong hệ sinh thái của bà Lan.
Trước đó, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã ra phán quyết với các quyết định có lợi cho Quốc cường Gia Lai. Đáng chú ý, để thu hồi tài sản cho nhà nước, hội đồng xét xử tiếp tục quyết định tạm giữ số tiền 116 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình đã tự nguyện nộp. 190.000 đô la Mỹ mà ông Trần Văn Hùng đã nộp để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. 50 tỷ đồng từ ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An. Hơn 414 tỷ đồng từ công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, hội đồng xét xử cáo buộc công ty cổ phần Quốc cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền là 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải hoàn trả số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo phải hoàn trả số tiền là 145,2 tỷ đồng cùng 1.000 lượng vàng SJC. Bà Mai Ngọc Ngà phải hoàn trả số tiền là 19,3 tỷ đồng. Công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc phải hoàn trả số tiền là hơn 6.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng đã đồng ý tiếp tục kê biên và tạm giữ các tài sản như bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm và các tài khoản khác thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho các cá nhân để đảm bảo việc thi hành án. Trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với 16 tài sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Nhắc đến khoản tiền 2.882,3 tỷ đồng và Quốc cường Gia Lai, không thể không nhắc tới vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa Quốc cường Gia Lai và công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland. Cuối cùng sau một thời gian dài tranh chấp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã ra phán quyết với các quyết định có lợi cho Quốc cường Gia Lai. Vụ tranh chấp chính thức bắt đầu vào cuối năm 2021 khi Sunny Iceland tố cáo Quốc cường Gia Lai về hành vi gian lận và chiếm đoạt số tiền lên đến 2.882 tỷ đồng thông qua thỏa thuận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với diện tích là 90,65 hectare. Cụ thể vào tháng 8 năm 2017, Quốc cường Gia Lai được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận làm chủ đầu tư cho dự án nói trên. Trước đó vào tháng 3 năm 2017, Quốc cường Gia Lai đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án này cho Sunny Iceland thông qua một hợp đồng hứa mua bán. Tuy nhiên, Sunny Iceland đã khẳng định rằng mặc dù đã thanh toán số tiền là 2.882 tỷ đồng cho Quốc cường Gia Lai, dự án không được triển khai như cam kết. Vụ tranh chấp này đã được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2023, Quốc cường Gia Lai đã thông báo về quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, Trung tâm Trọng tài đã tuyên bố rằng Quốc cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và yêu cầu Sunny Iceland phải hoàn trả lại cho Quốc cường Gia Lai toàn bộ hồ sơ đền bù đất và giải phóng mặt bằng mà Sunny Iceland đã nhận theo biên bản giao nhận từ năm 2017. Nguyên nhân do Sunny Iceland giao hồ sơ đền bù đất giải phóng mặt bằng khoảng 65 hectare đất từ QCG cho SCB mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của QCG.